Đấy. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào trong đây. Bảng tính được chia làm cột và hàng A, B, C, D, E đánh theo chữ cái của chúng ta là tên của các cột. Chúng ta có rất nhiều cột. Hàng cũng vậy, hàng thì đánh số là 1, 2, 3, 4 để nó phân biệt hàng và cột. Chúng ta chú ý nhá. Đấy. Thế thì ở tại một ô đây thì nó có địa chỉ là H3, cột H dòng số 3. Ví dụ ở chỗ này là cột K dòng số 8. Đấy. Các lớp chú ý nhá. Là cái địa chỉ của ô. Địa chỉ này người ta gọi là địa chỉ tương đối thôi. Nó có thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta chú ý nhìn vào đây cho thầy. Để tăng chiều cao của hàng, chúng ta bôi đen các cột. Bôi đen các cột nhá, thầy cho chuột trái, thầy bôi đen các cột. Sau đó thầy nhấp chuột phải. Thầy chọn là chiều cao của hàng row 2. Đấy, bây giờ thầy nhập số vào là 25. Thì các em nhìn thấy lúc này chiều cao của cột nó đều. Chiều cao cột cái phần mình tính nó đều, nó cao ra. Các lớp nhớ chưa? Còn chiều cao của hàng nó cao lên. Còn chiều rộng thì chúng ta có thể kéo kéo từng cột được. Đấy, chúng ta có thể kéo ra từng cột nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ chọn font chữ là Times New Roman. Thầy format thầy cho nó là 14 đi. Ví dụ ở đây thầy làm một cái bài đầu tiên. Để làm bài đầu tiên chúng ta chọn Ctrl A là bôi đen tất cả. Chúng ta chọn font chữ cho đều. Đấy, thầy chọn Times New Roman. Rồi. Bây giờ thầy gõ chỗ nào nó cũng vậy. Đợi thầy đi nhá. Alo. À không, em ơi, anh đang lên lớp, em thông cảm cho anh với nhá. Anh đang lên trên lớp. Rồi, ở đây thầy chúng ta chú ý thầy làm một cái bảng gọi là bảng điểm học sinh. Bảng điểm học sinh. Chúng ta bôi đen nhá, chọn Ctrl A là bôi tất cả bảng. Đấy. Bảng điểm học sinh này. Thầy có thể trang trí cái tiêu đề này bằng cách thầy nhấp vào nút B để cho đậm lên, màu thì thầy cho màu xanh hay màu đỏ cũng được. Đấy, màu đỏ. Sau đó thầy bôi đen tất cả các chữ này. À, thầy chọn cái ô này. Chúng ta nhấp vào chữ là Measure and Center là trộn đều để cho nó đều vào đây. Nghĩa là bảng cái ô này, ô Y3 nó được tràn đều sang hai bên. Nó biểu diễn sang hai bên. Chúng ta có thể tăng kích thước cho nó vào cỡ 16 hay 18. Đấy. Bây giờ thầy nhập một số bạn. Thầy đánh tiêu đề cho các cột số thứ tự họ và tên. Các em vào đi, cứ muộn giờ thì phải vào là cứ im mà vào nhé. Em chú ý cho thầy nhá. Họ và tên. Nào bây giờ chúng ta ghi điểm toán. Chúng ta ghi nhá, điểm. Thầy ghi là hệ số 1 đi. Hệ số 1 tiếp điểm miệng đấy, hệ số 2. Đấy. Hệ số 2. Hệ số 2 nữa. Và tiếp tục là thi.
cuối cùng là chúng ta ghi điểm trung bình. Tiếp theo đây là một ví dụ nhá, ví dụ nhưng mà nó lại gắn luôn với bài học luôn. Đây là điểm trung bình, đây là tổng điểm. Chữ chúng ta ghi nào do chúng ta quy ước, nhưng mà khi tính toán phải chính xác. Đây là xếp loại. Đó, xếp loại. Giờ thầy ghi Ctrl S để ghi nó vào trong máy tính. Đó, thầy chọn desktop. Thầy đặt tên là bài 1. K của mình là K bao nhiêu nhỉ? K mấy? K65. Excel. Rồi, ghi là bài 1. Rồi. Đây, bây giờ thầy có từng này. Việc của chúng ta này, đây là chúng ta chọn là điểm miệng nhá. Đấy, cái này là 15 phút, các em có thể thay đổi lại. 15 phút. Đó. Đây là kiểm tra, ví dụ như kiểm tra một tiết vân vân hay khảo sát thì chúng ta cho vào đây. Đây điểm thi, còn đây là điểm trung bình. Điểm trung bình nhá, các em nhớ nhá. Tổng điểm, tổng và cuối cùng là xếp loại. Đấy. Rồi chúng ta có thể xóa đi cái cột dư thừa này. Rồi em vào đây bằng cách chúng ta nhấp vào cột, chúng ta chọn delete. Đấy, thì xếp loại nó lùi vào. Chỗ nào mà trống thì chúng ta xóa cột đi bằng cách nhấp vào tên cột ở trên. Cả lớp nhìn thấy rõ chưa? Rồi nhá, bây giờ thầy đánh số thứ tự chẳng hạn như là 10 bạn. Thầy đánh số 1 đây trước, thầy đánh số 2. Đấy, thầy chỉ đánh hai số thôi để thầy sử dụng cấp số cộng trong lớp 11. Thầy cho cái con trỏ chuột nó vào cuối của cái này, thầy bôi giữ ship, thầy bôi đen cả hai cái. Sau đó thầy bôi đen hai ô nhá. Tức là nhấp vào chọn hai ô đấy. Thầy dùng chuột đưa vào góc phải phía dưới của cái hình chữ nhật. Chuột biến thành một hình dấu cộng. Thầy kéo lên đến 10 bạn. Thì lập tức là nó tự động điền số họ tên cho thầy, số thứ tự cho thầy. Các em có thể nhấp vào nút center để vào giữa. Đấy, đấy là cách làm nhá. Đánh số 1 và số 2, bôi đen hai cái, đưa chuột vào cuối. Bôi đen cả hai ô hay là chọn hai ô thì chúng ta alo. Coordinator. Ok em. Cả lớp làm được chưa?
Rồi họ tên này. Thầy nhập vào thử 10 bạn nhé. Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Ánh, Lê Thị Định chẳng hạn. Trung, Văn, Chính, Văn Đông chẳng hạn. Văn Đồng, Lê, rồi nào bây giờ những điểm này là điểm do giáo viên nhập vào nhá. Thì các bạn thì giáo viên nhập vào đến đây, đến đây đó. Bây giờ điểm miệng thì cho này 7 này, 6 này, 8 này, 5 này, 7 này, 5 này, 4 này, 8 này, 9 này, 10. Đây là bảng điểm học sinh mở ngoặc đơn ra chúng ta ghi là môn toán nhé. Đây, ok nhá, sau này biết đâu các em lại làm ở một trường nào đấy, các em lại ngồi làm gì nhập điểm đúng không? Đấy, các em nhập vào cho thầy.
Ok chưa các bạn? Còn 15 phút này. 10 9 8 7 8 9 6 4 8. Đấy. Bây giờ điểm học kỳ à, điểm một tiết. Rồi. Học điểm hệ số 2 nhá. Tất cả cái này các em cho vào giữa cho thầy chọn center. Đây cho nó vào giữa nhá. Rồi bây giờ hệ số 2. Hệ số 2 các em nhập vào trang trí cho thầy. Số có thể là khác thầy đi nhá, chứ không bắt buộc các bạn lại ngồi các bạn dò thì cũng lâu. Rồi thi này. 9 8 Rồi ok nha, thầy đã nhập xong lớp. Ví dụ lớp có 10 bạn. Đó, các em bôi đen và các em cho vào center cho thầy. Nó vào giữa. Các em muốn kích thước điểm lên 14 thì các em nhấp 14 cho nó to. Rồi bây giờ các em nhìn nha, điểm trung bình. Điểm trung bình theo công thức như sau: hệ số 1 nhân 1, hệ số 2 nhân 2. Tất cả chia cho tổng hệ số, sau đó cộng điểm thi chia cho 3 à, chia cho 2. Tức là điểm trung bình sau khi tính được. Còn đây là điểm trung bình tất cả. Còn đây là tổng điểm. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì Excel nó hay ở chỗ là nó tính cho một bạn, sau đó nó kéo xuống thì tính được cho cả lớp. Cả lớp nhìn nhá. Rồi thầy bắt đầu bằng này. Bằng đầu tiên của công thức bao giờ cũng phải có dấu bằng, được chưa? Sau đó thầy nhập địa chỉ tương đối của từng điểm một. Ví dụ điểm miệng là mấy nhỉ các em nhỉ? Điểm miệng là 1. Bây giờ thầy mở ngoặc một cái, thầy sẽ có là điểm đầu tiên là G5. À, chúng ta đánh giờ đánh chữ gì cũng được, chữ in được mà chữ hoa à, chữ thường được. G5 nhân 1 thì thôi, nhân 1 các em nhân 1 cũng được. Đây, nhân 1 nhá, cộng với H5. À, nhân 1 cộng với hệ số 2 là y mấy nhỉ? Y5. Y5 nhân 1 à, nhân 2 thì xin lỗi, nhân 2 cộng với di mấy nhỉ, di 5 nhân mấy, nhân 2, nhân là dấu sao nhá, đóng ngoặc lại, thầy chia cho 4 hệ số với 6, chia cho 6, chia 6, bây giờ lại cộng với điểm thi nữa. Điểm thi thì chúng ta cứ thế cộng vào thôi, cộng với điểm thi là cộng với tất cả chia cho 6 nhá. Rồi cộng với điểm thi là K mấy nhỉ? K5. Tất cả đóng ngoặc lại trên 2. Đóng cả hai ngoặc lại nhá, giống như biểu thức toán học ấy. Cái gì ở trong tính trước ngoặc trong cùng. Trên 2. Trên 2 có nghĩa là trung bình, sau đó cộng với điểm thi chia đôi. Hoặc là điểm thi cũng có cách là nhân với 3, nhưng mà thôi mình chỉ cần lấy bằng với điểm kia chia đôi thôi. Rồi bây giờ thầy gõ enter bằng 8,58.
chúng ta cho nhỏ lại thì nó làm tròn lại cho chúng ta. Đấy là 8,6. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ thầy kéo xuống này, cả lớp nhìn nhá. Nó sẽ áp dụng tính cho các bạn khác với công thức ở trên. Đấy, tất cả các bạn được tính. Đây là số thập phân. Bây giờ các em muốn mà nó lại làm tròn nữa thì ta ấn một cái hàm nữa làm đằng trước nữa. Là hàm làm tròn round. Mở ngoặc ra. Ngoặc của round phẩy ở đây. Một dấu sau dấu phẩy của chúng ta. Đấy, các em nhìn thấy nhá, hàm làm tròn là một cái hàm mà đưa thông số vào. Số 1 có nghĩa là sau dấu thập phân chỉ có một số. Thầy gõ enter. Đấy. Và thầy kéo xuống dưới. Tất cả nó làm được làm tròn. 6,8, 7,1. Rồi bây giờ thầy mở Word ra để thầy phóng to công thức lên, còn các em thì chú ý ở cái chỗ đó. Đây thầy copy công thức thầy viết để các em liên hệ nhá, để các em bắt chiếc. Ô của các em như nào thì các em phải đánh theo ô các em, còn đây là thầy đánh theo địa chỉ trên của thầy. Đây các em nhìn nhá. K5 là điểm thi. K5 là điểm thi. 1, thông số 1 có nghĩa là 1 dấu thập phân sau dấu phẩy. Các em nhớ chưa? Đó. Còn đây là làm tròn của cả cụm này. Sau khi nó tính được thì nó làm tròn. Vậy thì của chúng ta đây, bây giờ các em chụp ảnh lấy cái phần này vào đi. Hệ số 1 x 1, hệ số 2 x 2, hệ số 2 x 2, tất cả chia 6 hệ số. Sau đó cộng với K5. K5 là điểm thi. Và tất cả trên 2. Các dấu ngoặc của chúng ta thấy 3 cái mở thì phải 3 cái đóng. Và cuối cùng là chúng ta được hàm làm tròn đây. Đấy. Ở trên mà nó mất thì chúng ta lại kéo copy công thức lên. Chúng ta được 8,6. Đây, thầy cho số nó to lên nhá. Đưa chuột vào ô nào thì ô đó sẽ xuất hiện công thức. Các em chú ý cho thầy, sửa ô chúng ta nhấp và nhấn phím F2 cho thầy để sửa ô. Để sửa nội dung của một ô ta nhấn phím F2. Nếu điểm trung bình như này rồi thì chúng ta có thể không cần tính điểm tổng điểm vì nó vô nghĩa ở trong cái ngữ cảnh này. Vì chúng ta tính trung bình rồi thì tổng nó khó đúng không? Tổng chẳng giải quyết được gì, bây giờ chúng ta xóa nó đi nhá. Rồi.
Bây giờ chúng ta xếp loại. Cả lớp làm đến đoạn này chưa? Làm xong thì thầy lại làm tiếp xếp loại. Nghĩa là một bài là chúng ta học được rất là nhiều thứ.
thôi. Lớp mình được cái thầy dạy đâu là biết đến đấy nhỉ, chứng tỏ là các em hiểu bài đúng không? Rồi bây giờ xếp loại nhá, thầy đưa ra điều kiện như sau: lớn hơn bằng 8 xếp loại giỏi, lớn bằng 9 xếp loại giỏi, lớn bằng 8 xếp loại khá. Thôi cứ từ 8 trở lên là giỏi đi. Từ 6 đến 7 là khá. Từ 5 đến 6 là trung bình. Và dưới 5 là gọi là gì? Yếu. Dưới nữa thì là kém. Nhưng mà thôi ta chỉ cần yếu thôi. Chúng ta bằng cho thầy. Bằng. Bằng nha. Nếu. Nếu trong tiếng Anh là if. Rồi. Điểm trung bình của chúng ta ở đây, ở cái cột điểm trung bình của bạn Nguyễn Thị An là L mấy nhỉ? Cả lớp nhìn được trên bảng L mấy? Nhìn nhìn cái bài của thầy là L mấy nhỉ? L5 nhá. L5. Đấy. Mà lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta cho một dấu lớn hơn và dấu bằng. 8 phẩy thì làm, tức là lớn hơn thì chúng ta đặt điều kiện cho nó là lớn hơn thì nó sẽ nhận giá trị là chúng ta ghi bằng chữ thì có hai cái dấu nháy phía trên để nó hiểu đấy là văn bản, thì chúng ta ghi cho thầy chữ giỏi. Đó. Nháy trên đóng lại. Nếu không, tức là nếu không lớn bằng 8 thì nó sẽ có trường hợp là từ 7 đến 8. Nếu thì chúng ta lại if một lần nữa cho thầy. If mở ngoặc ra. Y5 lớn hơn hoặc bằng 7 phẩy cho thầy ghi chữ khá. Nhảy xuống lại nháy dưới. Xong chúng ta lại if nữa một lần nữa. Mở ngoặc ra. Y5 hay L5 nhỉ? L à? Chết rồi. Chỗ này thầy nhầm. L5. Im nhá. Im tiếp. L5 mà lớn hơn hoặc bằng 5, chúng ta ghi mức là trung bình cho thầy. Phẩy dưới, nháy trên, trung bình. Trung bình là ghi chữ BT thôi nhá, cho nó ngắn. Còn lại trường hợp dưới 5 chúng ta không cần if nữa. Chúng ta ghi cho thầy là yếu kém. Đó. Thôi thế thôi. Vậy các em nhớ nhá. 4 trường hợp thì chúng ta làm 3 if, 5 trường hợp thì chúng ta thụt lùi đi một cái. 10 trường hợp thì chúng ta thụt đi còn 9. Có nghĩa là cái điều kiện nó sẽ nhỏ hơn số trường hợp xảy ra. Thì ở đây chúng ta có mấy trường hợp nhỉ? 4 trường hợp thì chúng ta chỉ cần 3 cái if thôi. Các bạn đóng ngoặc lại cho thầy 1 2 3. 1, 2, 3 và gõ Enter. Đấy, các em nhìn thấy nó đã tính cho chúng ta. Đây, bạn này nó tính là giỏi. Bây giờ thầy kéo xuống. Đấy. Thì lập tức nó tính tự động thì chúng ta tắt. Nhớ chưa?
Rồi, công thức thầy ghi lên cho chúng ta để chúng ta viết cho rõ nhé. Giả sử L55 là của bạn đầu tiên thì các bạn ở dưới các bạn cũng tính tương ứng cho thầy. Còn lại yếu là không cần if nữa. Các bạn làm xong chưa nhỉ? Đang làm à? Bây giờ các bạn thay số ở bên này, nó tự động nó làm cho chúng ta. Ví dụ thầy thay vào hệ số 2, đây là 10. Đây là 10. Thì nó sẽ lên là giỏi. Đấy. Nghĩa là làm công thức xong thì chúng ta thay số, nó tự động nó thay kết quả. Điểm thi 10 nó kéo lên này. Em mở cửa sổ cho thầy với. Thôi một cửa thôi.
bạn nào mà lười không làm hết là bạn không hiểu đâu, các bạn phải làm đúng đủ đủ các trường hợp. Sao lại giỏi hết được bạn nào mà em làm thế không được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Thầy ghi ở đây là tổng điểm cả lớp và trung bình cả lớp nhá. Thầy ghi điểm trung bình ở đây này. Cả lớp ghi cho thầy, thầy thống kê nhá. Điểm trung bình chung. Điểm trung bình chung. Các em nhìn vào đây. Tại ô này nhá. Tại ô điểm trung bình chung thầy ghi chữ bằng. Chúng ta ghi cho thầy hàm average, tiếng Anh của chúng ta là trung bình. Đấy, ôi xin lỗi. Bằng. Mở ngoặc ra. Nào bây giờ này, chúng ta nhìn thấy nhá. Đây là L5 của bạn Nguyễn Thị An cho đến bạn Nguyễn Văn Hoan là L14. Thì chúng ta ghi cho thầy L5 2 chấm là đến đâu? Đến L14. Đấy, đóng ngoặc lại. Tức là điểm trung bình chung. Các bạn nhìn tiếng Anh ở trên nhá. L5 2 chấm L14. Tức là tính theo chiều dọc. Quét một cái, thay vì chúng ta là cộng từng bạn mà chúng ta chia đều đúng không? Thì cũng được, nó vẫn ra kết quả. Nhưng mà chúng ta tính bằng cái một cái hàm tắt của chúng ta có tên là average. Enter. Bằng 7,3. Thầy cho phông chữ lên. Đấy. Bằng 7,3. Đây. Chúng ta nhìn thấy thầy làm đây. Trung bình chung nhá, trung bình chung là xem là lớp mình đạt trung bình chung là bao nhiêu. Điểm trung bình thầy gọi lại. Đâu. Đấy. Đi thi là những cái này cơ bản là chúng ta phải làm được.
Xong hàm trung bình chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục này. Tổng điểm cả lớp. Chúng ta ghi nha, cứ tính tổng cho vui. Chúng ta cũng bằng ở đây cho thầy. Đấy, cả lớp nhìn thầy gõ chữ nhá, thầy cho chữ to này. Bằng sum. Sum viết tắt của từ summarize trong tiếng Anh có nghĩa là tổng, tổng kết hoặc là tổng một cái gì đó. Mở ngoặc ra từ mấy nhỉ? L mấy? L5 cho đến 2.14. Bằng 73. 73 mà các em chia 10 thì cũng là bằng 7.3, đúng như là hàm trung bình đúng không? Rồi bạn to nhất cả lớp nhá, bây giờ chúng ta ghi là điểm cao nhất lớp. Chúng ta ghi điểm cao nhất lớp. Chúng ta bằng luôn vào đây. Hai cái này thầy cũng cho cỡ to lên các em nhìn. Đây là sum nhá, đây là average nhá. Bây giờ điểm cao nhất chúng ta bằng cho thầy maximum. Max. Mở ngoặc ra. Từ mấy nhỉ? L5 cho đến L14. Chín phẩy ba cao nhất lớp. Rồi điểm nhỏ nhất lớp, điểm thấp nhất. Chúng ta bằng cho thầy min. L5 2.L14. 6.3 là min. Đấy. Thế là một bài của thầy làm tất cả từ điền dữ liệu cho đến tính toán, rồi cho đến xếp loại, cho đến tính tổng người cả điểm trung bình chung, điểm cao nhất, điểm thấp nhất. Thầy ghi phim này vào là cái đã nhá, khỏi nó lại mất.